Hello, xin chào tất các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay tiếp tục cái chuỗi series về môn logic hay là môn toán giải giặc 1. Thì của mình thì mình sẽ xin giới thiệu với các bạn một cái chủ đề tiếp theo, gọi là chủ đề nâng cao hơn so với cái phần logic trước các bạn đã học. Thì các bạn cũng có thể thấy được ở đây rằng là cái chủ đề mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là gọi là nested quantifier. Đấy là tiếng Anh, tiếng Việt thì chúng ta sẽ gọi nó là lượng hóa hàm mệnh đề nhiều biến. Thì cách dịch này thì đôi lúc nó sẽ gây các bạn khó hiểu, nhưng thực chất thì cái từ nested này thì trong tiếng Anh nó là lồng nhau. Thì khi nếu mà dịch ra chúng ta có thể lượng từ lồng nhau thì nó lại là nó không mang được đúng ý nghĩa của cái phần lý thuyết này. Thì cái phần lý thuyết này nó sẽ nói cho các bạn, trước hết thì mình sẽ dẫn dắt vấn đề là, gọi là vì cái tên của nó khá khổng kềnh, lượng hóa hàm mệnh đề nhiều biến. Đấy, cái tên của nó là một cái tên khá khổng kềnh, nhưng mà thực chất cái vấn đề nó rất đơn giản. Đấy là các bạn sẽ thấy rằng là với những cái lượng từ mà chúng ta đã học, đấy, hay là với những cái mà cách diễn đạt câu, nhưng mà các cái buổi trước đã học, thì đôi khi có những cái câu nó sẽ không đủ. Nếu như chúng ta chỉ sử dụng một gọi là một ẩn này, một biến này, với lại một lượng từ, thì đôi lúc có những cái câu thực sự nó sẽ không đủ để các bạn có thể biểu đạt được nó bằng cái biểu thức logic. Thế cho nên là vì thế thì chính cái từ cái vấn đề đấy nên là người ta phải kết hợp, như là một người ta phải kết hợp nhiều biến hơn với nhiều lượng từ hơn hợp lại với nhau để biểu đạt được ý của một câu. Trong thí dụ đơn giản ở đây thì mình có một thí dụ như mình có một câu là mình muốn biểu đạt tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương. Đây nghĩa là the product of two negative integers is positive. Thí dụ như mình muốn biểu đạt câu này thành biểu thức logic thì rõ ràng là ở đây mình muốn biểu đạt câu này thì mình phải sử dụng đến hai ẩn là x và y. Thì mình muốn biểu đạt ví dụ như là x nhỏ hơn 0 này, y nhỏ hơn 0 thì x nhân y sẽ lớn hơn 0. Đấy, thì với hai ẩn như thế thì mình sẽ cần hai lượng từ và hai cái gọi là tập xác định, thì vẫn là một tập xác định nhưng mà mình cần hai ẩn để mình có thể dịch cái câu này sang biểu thức logic được. Thì chính vì cái vấn đề đấy cho nên là bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Mình sẽ đưa từ một cái ví dụ đơn giản nhất. Cái phần này thì khi các bạn làm bài tập thì các bạn sẽ thấy rằng nó thân thuộc hơn, thay vì chúng ta đọc cái tên của nó là lượng hóa hàm mệnh đề nhiều biến, nghe nó vừa khó hiểu mà nó lại vừa nặng nề. Thì mình sẽ đi luôn vào một cái ví dụ. Cái ví dụ các bạn thấy đây là thí dụ như là mình có một hàm mệnh đề với hai hàm PXY nếu x y bằng 0 và xy thuộc r. Thế thì r thì đây là cái tập số thực đó các bạn, tức là u bằng r đấy, và xác định là bằng r. Thì khi đó mình vẫn nhìn cái biểu thức bên dưới là mình sẽ biểu diễn nó được ở cái dưới dạng rằng là biểu thức logic này là với mọi x này, tồn tại y x cộng y bằng 0. Đấy, đây là một cái gọi là biểu đạt đầu tiên để cho các bạn hiểu về cái gọi là lượng hóa hàm nhân biến đấy. Thì các bạn cũng có thể thấy thực chất thì nó chỉ đơn giản rằng là các bạn cần phải dùng nhiều biến hơn để các bạn biểu đạt được ý một câu. Đấy, thì cái bài tập phần này nó cũng khó nhất là cái phần mà các bạn phải chuyển từ một cái câu tiếng Anh này sang một cái biểu thức logic. Đấy, và khó thứ nhì đó là bạn chuyển từ biểu thức logic sang biểu thức tiếng Anh, bởi vì khi bạn có hai ẩn rồi, hai biến rồi, thì việc các bạn sử dụng ngôn từ như thế nào để nó phù hợp với lại cái nghĩa của cái biểu thức logic đấy thì nó cũng là một cái phần khó. Thì chúng ta sẽ đi trong một cái buổi bài tập sau. Nên phần lý thuyết thì nó sẽ khá là căn bản như này, mình sẽ đi từ những cái ví dụ rất đơn giản để các bạn hiểu. Thì các bạn có thể thấy được rằng ở đây là cái biểu thức logic này với mỗi x tồn tại y, x cộng y bằng 0 này thì nó biểu đạt cho cái ý rằng là every real number has inverse, có nghĩa là tất cả các số thực thì đều có nghịch đảo của nó. Đấy, tất cả các số thực đều có nghịch đảo của nó. Và tiếp theo thì
Bạn hãy dịch thử cho mình cái câu 2. Ví dụ như bạn dịch cái câu thứ hai này rồi ạ. Thì với mọi x với mọi y này, không phải dịch câu sau sang tiếng Anh các bạn nhé. Đây là mình xin lỗi một tí, đây là dịch biểu thức sang tiếng Anh này. Dịch cái biểu thức sau sang tiếng Anh. Đấy, thì các bạn có thể thấy ở đây là x lớn không và y nhỏ hơn không. Và x nhân y thì kéo theo x nhân y nhỏ hơn không. Đấy, thì cái câu này dịch sang biểu thức tiếng Anh, dịch sang một cái câu tiếng Anh thì các bạn thấy rằng là gì ạ? Nó rất đơn giản. Nó gì nhỉ? Tích của gì ạ? Các bạn có thể tự là tích của một số gì? Một số dương hay một số nguyên dương. Một số dương các bạn, cái tập ở đây mình lấy là tập số thực, rồi một số dương. Và một số gì ạ? Âm thì gì? Luôn luôn gì? Luôn luôn dương. Đấy, thì các bạn có thể dịch cái câu này sang tiếng Anh cũng được. Thì cái từ tích ở đây nó chính là product các bạn nhé. Thì đây, cái câu tiếng Anh trên này là the product of two negative, thì các bạn sửa đây là the product of one negative này. Nghĩa là tích của một số âm and one positive này. Positive là số dương, is positive. Đấy, thì cái câu này bạn có thể viết tại tiếng Anh là như thế. Đấy, mình sẽ để dạng tiếng Anh ở đây cho các bạn. The product of one negative này. One negative and one positive integer is positive. Đó, thì các bạn có thể thấy được. Thì nó lại dựa hầu hết vào những cái bài trước mà các bạn đã học. Đấy, chẳng qua là bây giờ các bạn sẽ phải sử dụng thêm biến, sử dụng thêm mệnh đề, sử dụng thêm lượng từ để biểu đạt cái câu mà các bạn muốn biểu đạt thôi. Ok, thì bây giờ chúng ta đi đến một cái phần tiếp theo cũng khá là quan trọng. Đó là phần truth table. Thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi đến một cái phần cũng khá là quan trọng trong cái bài về lượng hóa hàm mệnh đề này. Đó chính là phần gọi là chúng ta sẽ tìm giá trị chân lý của các cái biểu thức chúng ta lượng hóa hàm mệnh đề này. Vậy thì cái cách xác định giá trị chân lý của cái biểu những cái biểu thức như thế này là chúng ta sẽ tách nhỏ nó ra các bạn ạ. Chúng ta sẽ tách nhỏ nó ra. Chúng ta không cần chúng khi mình xét một cụm lớn, ví dụ như là với mọi x với mọi y như thế này, thì ta sẽ tìm ví dụ như là với mọi x như thế nào, với mọi y như thế nào, thì để pxy là true. Đấy, chúng ta sẽ tách nhỏ ra rồi chúng ta gộp lại. Chúng ta tách ra rồi chúng ta sẽ gộp lại. Vậy thì mình sẽ xin ra là mẫu trước cho các bạn. Ví dụ như là cái phần dòng lệnh đầu tiên này, cái dòng đầu tiên này thì vậy thì với cái biểu thức là với mọi x với mọi y pxy thì nó sẽ true khi nào? Đấy, thì cái biểu thức này nó sẽ true khi mà các bạn thấy rằng gì ạ? Với tất cả các cặp xy, một cặp nhé các bạn nhé, các cặp xy đều gì ạ? Đều làm cho p true thì biểu thức này sẽ true. Đấy, và ngược lại khi nào nó sẽ false? Nó sẽ false khi mà nó tồn tại một cặp xy, tồn tại một cặp xy khiến cho gì ạ? P false. Đấy, thì vì cái này nó đi theo cặp mà các bạn, vì có một x một y thì một pxy mới được xác định được, cho nên chúng ta phải xét theo cặp. Đấy là cái bước gộp lại. Và bước xác định thì rõ ràng là các bạn thấy rằng là giống như mà cái bài trước các bạn học, thì ví dụ một cái biểu thức, một cái hàm mệnh đề, ví dụ như là với mọi x px thì nó sẽ đúng khi nào, thì với mọi x px nó sẽ đúng khi mà tất cả các giá trị của x đều làm cho px đúng, và nó sẽ sai khi mà chúng ta chỉ ra được một giá trị của x làm cho px sai thì biểu thức với mọi x px sẽ sai. Thì trong cái bài tập này nó cũng như thế. Hôm qua bây giờ chúng ta xét theo từng cặp một, bởi vì bây giờ chúng ta đã có hai biến rồi, hai lần. Ok, vậy thì phần tiếp theo chúng ta sẽ ở cái dòng tiếp theo thì điều kiện đúng sai của nó sẽ là như thế nào. Điều kiện đúng sai thì ở cái dòng mà với mà x tồn tại y này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một chút xíu. Với mà x mà lại tồn tại y
thì nghĩa FPX đúng nghĩa như thế nào? Điều kiện đúng của nó là gì ạ? À, với tất cả x thì chúng ta sẽ luôn luôn có một cái giá trị y mà khiến cho FPX đúng. Đấy, với tất cả x luôn luôn tồn tại một giá trị y để cho PXY đúng. Để P là true. Đấy, và khi nào nó sẽ false? Nó sẽ false khi mà gì? Có một giá trị x. Có một giá trị x mà gì ạ? Khiến cho P là gì? False. Với gì ạ? Với mọi y. Ok, đó. Và nếu như các bạn viết tổ hợp ra thì trong đây là ba cái dòng mình làm mẫu thôi, chứ chất thì để viết tổ hợp ra thì nó sẽ có tổng cộng là 6 cái tổ hợp lận. Thì cái dòng tiếp theo là ví dụ như là tồn tại x với mọi y thì mình nghĩ rằng là nó cũng ngược lại so với cái dòng trên. Các bạn hoàn toàn có thể tự viết được dòng này. Thì còn một cái trường hợp nữa thì mình xin làm thêm một cái trường hợp, đó là tồn tại x, tồn tại y. Đấy, còn một cái trường hợp nữa ở đây thì mình xin làm thêm với các bạn, đó là tồn tại x và tồn tại y. Tồn tại x và tồn tại y, vậy thì khi nào thì tồn tại x và tồn tại y nó sẽ true hay là false? Quan điểm nhỉ? Khi nào nó sẽ true hay là false? Thì nó sẽ true. Cái biểu thức tồn tại x, tồn tại y thì nó sẽ true khi mà gì ạ? Tồn tại một cặp xy để gì ạ? Để P true. Đấy. Và nó sẽ false khi mà gì ạ? Nếu như mà gì ạ? Tất cả các cặp xy đều gì ạ? Đều khiến cho P gì ạ? False. Thì đẩy cái phần này lên, mình sẽ xóa cái câu này đi. Câu này thì nó lại giống phần bên trên. Đấy. Thì các bạn có thể thấy rằng là gì ạ? Ví dụ như mà tồn tại x, tồn tại y để PXY thì nó sẽ true khi mà gì ạ? Tồn tại một cặp XY để P true. Nghĩa là trong cả một tập xác định đấy, chỉ cần tồn tại đúng một cặp XY để P true thì cái mệnh đề này là true. Còn nó sẽ false khi gì ạ? Chúng ta không tìm được bất cứ một cặp XY nào trong một trong tập xác định để khiến cho P true, nghĩa là P sẽ false. Tất cả các XY đều khiến cho P false. Thì đây là một cái phần mà nó gì ạ? Nó sẽ có tổng cộng 6 tổ hợp. Các bạn có thể tự lập 6 cái tổ hợp ra, 6 dòng. Đây mình sẽ giới thiệu 3 dòng thôi, vì cái cách lập của nó khá là đơn giản. Các bạn sẽ dựa theo cái điều kiện mà các bạn đã học ở bài trước, kèm theo đó là những cái mới của bài này. Đấy, bài này thì nó chỉ mới ở một cái chỗ là nó thêm vào thôi, chứ nó cũng không hẳn là mới. Nó chỉ thêm so với bài trước thôi. Và hoàn toàn có thể lập được 3 cái dòng, 3 tổ hợp còn lại. Đấy, thì ok, đấy là về cái phần bảng chân lý và bảng sự thật. Thì một cái tip mình cũng chia sẻ với các bạn, khi mà học cái môn này thì các bạn thấy rằng là môn này nó liên quan rất nhiều đến các cái true false và cái bảng chân lý, các bạn sẽ gặp rất nhiều. Thế cho nên là gì ạ? Một trong những cái điều mà để các bạn có thể học tốt môn này là các bạn đừng cố gắng nhớ những cái bảng chân lý này. Bởi vì những cái bảng chân lý này nó được lập ra theo một cái quy tắc, quy chuẩn. Nếu các bạn càng cố nhớ nó theo cái cách rằng là gì ạ? Nó học vẹt ấy, thì bạn sẽ càng gì ạ? Khó nhớ hơn. Cho nên tốt nhất là gì ạ? Bạn hãy nhớ cái quy tắc của nó, cái quy tắc lập bảng nó, thì tự động trong phòng thi bạn sẽ lập được bảng chân lý mà các bạn không cần phải nhớ vẹt nó. Các bạn nhớ không nhỉ? Các bạn sẽ tự động lập được bảng chân lý mà các bạn không cần phải nhớ vẹt nó làm gì cả. Và đấy chính là một cái mà cái tip để mình chia sẻ với các bạn khi mà các bạn học cái môn này. Đấy, khi mà các bạn học cái môn này, bạn sẽ thấy đấy là một cái tips. Và chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo. Ok, ở đây thì mình có một số câu hỏi liên quan đến truth table và false. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó là left, mình cho u bằng tập số thực này, mình định nghĩa một hàm mệnh đề p với x nhân y bằng 0.
thì các bạn hãy cho mình biết rằng là với bốn cái gọi là với bốn cái lượng từ gọi là lồng nhau, nghĩa là với bốn cái biểu thức này, vì cái từ này thì với các bạn là dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Trong sách tiếng Anh thì nó sẽ chỉ ghi là nested quantifier thôi, nhưng để tìm được cái nghĩa dịch tiếng Việt gọi là hay và chính xác thì rất là khó. Đấy, thế là chúng ta cứ gọi tạm với nhau là biểu thức đi. Đấy, chúng ta tự hiểu với nhau là P là một hàm mệnh đề, với mọi x với mọi y là muốn nói đến cái điều kiện của x y thôi. Thì các bạn sẽ xét thử xem bốn cái biểu thức này thì nó tính true false của nó là như thế nào. Ok, thì mình sẽ chữa luôn cho các bạn. Thì với cái phần với cái bài này thì ba cái biểu thức bên dưới này thì nó sẽ đều là true hết này. Đấy, và chỉ có duy nhất một cái trường hợp trên này nó là false. Tôi sẽ cùng nhau giải thích một chút xíu. Vừa phần này cũng khá là dễ. Tại sao cái biểu thức trên này nó lại là false? Là bởi vì gì ạ? Các bạn sẽ thấy rằng gì ạ? X nhân y bằng 0 trong một cái tập số thực, khi nào mà gì ạ? Một tích của nó bằng 0 ạ? Khi mà một trong hai phần tử x hoặc y nó là 0. Đấy, một trong hai. Vì vô hình chung ta sẽ giải quyết được cái câu gì ạ? Thí dụ như là với mà x tồn tại y. Đấy, câu này thì hoàn toàn đúng bởi vì gì ạ? Thí dụ như tồn tại y có nghĩa là gì? Y bằng 0 các bạn, chính là tồn tại y. Nên luôn luôn tồn tại một y bằng 0 để gì? Y là 0 rồi, tự nhiên là câu với mà x tồn tại y là đúng. Ngược lại tồn tại x với mà y cũng thế, bởi vì chúng ta chỉ đổi vai trò nhau thôi. Đấy, và tồn tại x, tồn tại y để PXY cũng đúng. Đấy, bởi vì gì ạ? Hoặc mà, bởi vì là gì? Hoặc x hoặc y bằng 0, hoặc là cả x và y cùng bằng 0 thì x trên y đều là true hết. Đấy, cho nên là tồn tại x và tồn tại y thì nó càng đúng hơn. Đấy, bởi vì x có thể bằng 0, y có thể bằng 0. Đấy, tồn tại mà, chúng ta chỉ cần chỉ ra một giá trị là được. Thế còn câu đầu tiên là với mặt x với mặt y mà PXY là bằng 0 thì chắc là sai hoàn toàn rồi, đúng nhỉ? Bởi vì rằng là chúng ta chỉ cần, nếu như làm bài thì các bạn chỉ cần chỉ ra một giá trị, một cái ví dụ rằng là ví dụ như 1 nhân 2. 1 và 2 thuộc tập số thực rồi, nhưng 1 nhân 2 là gì ạ? Khác không? Thì rõ ràng là gì? Ok, mệnh đề của chúng ta là sai. Chúng ta cũng không cần phải để ý nhiều. Đấy, bởi vì đề bài nó là với mọi mà, chúng ta chỉ cần chỉ ra đúng một trường hợp duy nhất là chúng ta đã gì ạ? Đã chứng minh được khi đi thi. Thì tiếp theo mình sẽ trình bày cho các bạn một cái phần mà nó cũng khá là hay và quan trọng trong phần lượng hóa hàm mệnh đề này. Nó chính là phần phủ định của một cái biểu thức mà gọi là lượng từ. Biểu thức chứa lượng từ này thì như thế nào? Thì các bạn có thể thấy ở cái bảng gọi là bảng 2 ở đây. Đây là bảng gọi là quy tắc để Morgan cho lượng từ. Thì các bạn sẽ thấy được negation ở đây đó là phủ định này. Bạn sẽ thấy là phủ định của một cái gọi là, mình cứ gọi là mệnh đề đi. Phủ định, xin lỗi các bạn, gọi là một biểu thức. Phủ định của một tồn tại thì nó chính bằng là bạn có thể đưa dấu phủ định ở bên trong. Nó tương đương với lại với mọi tồn tại. Phủ của tồn tại x, px thì nó tương đương với gì ạ? Với mọi x của phủ px. Thì cách hiểu là nó đơn giản là hiểu theo một ý nghĩa logic thôi. Thì như các bạn cũng như mình cũng nói rằng là gì ạ? Ví dụ như mình nói là gì ạ? Tồn tại một số thuộc R lớn hơn 0. Khi mình nói là gì ạ? Không tồn tại một số nào đó để nó lớn hơn 0. Ví dụ như vậy, khi mình nói là không tồn tại một số x thuộc R để lớn hơn 0 thì cũng tương đương mình nói gì ạ? Tất cả các số thuộc R đều không lớn hơn 0. Đấy, thì các bạn sẽ hiểu được ngay ý nghĩa của nó thông qua cách nói logic. Vậy thì tương tự ở bên dưới các bạn thấy gì ạ? Phủ với mọi x bạn đưa vào trong sẽ là tồn tại của phủ Px. Đấy. Thì cách hiểu này nó là một cái cách hiểu mình thấy thì nó không dùng trong bài tập nhiều lắm. Thế nhưng mà gì ạ? Nó là một cái cách hiểu để bạn hiểu sâu hơn về cái phần lượng từ này. Chất lượng từ các bạn chỉ dùng để biểu diễn các cái câu nói logic, cái chất logic thôi. Thế nên là gì? Khi mà bạn học cái phần này bạn sẽ thấy rằng nó sẽ bổ trợ rất là nhiều cho cái
cho cái kiến thức của bạn về lượng từ và vị từ. Ok, tiếp theo trong buổi hôm nay thì mình xin giới thiệu một cái phần là phần Introduction to Proof, nghĩa là giới thiệu số các phương pháp chứng minh. Thì các bạn sẽ thấy rằng là các cái phương pháp chứng minh này thì nó sử dụng trong việc chứng minh các cái mệnh đề như kiểu mệnh đề kéo theo hay mệnh đề tương đương. Đấy, để bài sẽ yêu cầu các bạn chứng minh những cái kiểu mệnh đề như thế, và đây là các cái phương pháp chứng minh để bạn có thể chứng minh các cái mệnh đề đấy. Đây là các phương pháp chứng minh khá là cơ bản và nó sẽ khá là rõ ràng, dễ hiểu, sẽ trình bày ngay sau đây. Thứ nhất là chúng ta có một phương pháp chứng minh gọi là phương pháp chứng minh trực tiếp. Thì phương pháp chứng minh được nghĩa là như thế nào? Trong một mệnh đề P kéo theo Q, nếu như bạn giả sử rằng P đúng thì bạn sẽ phải chứng minh rằng thì Q cũng sẽ đúng. Thì P kéo theo Q của bạn nó sẽ là đúng. Đấy. Thì ở đây mình sẽ có ngay một ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Là chứng minh là nếu như N là một số lẻ thì N bình sẽ vẫn là lẻ. Đấy. Đây là một cái ví dụ. Thì mình vì nó là ví dụ nên mình sẽ trình bày luôn cách giải của nó. Thì mình ví dụ mình giả sử rằng là N là một số lẻ thực sự, có nghĩa là mình giả sử là cái mệnh đề P của mình ấy, nó là true. Đấy, thì bây giờ cái điều mình cần làm là mình sẽ chứng minh Q là đúng và gì. Nghĩa là mình giả sử N là số lẻ thì bây giờ mình chứng minh N bình sẽ là số lẻ. Và cách chứng minh thì các bạn thể thấy đây. Khi N là số lẻ thì bạn biểu diễn N bằng 2K cộng 1 với K bằng thuộc Z. Bạn tính được N bình này. Tính N bình và nó sẽ biểu diễn N bình dưới dạng 2 nhân với một cái X, Y, Z, T gì đó và bạn cộng với 1. Xong, để chứng minh chúng ta đã xong. Khi chúng ta biểu diễn được nó dạng là 2X, Y cộng 1, có nghĩa rằng gì? N bình đã là số lẻ rồi. Rồi gì ạ? Xong việc chứng minh. Thì đây là cái chứng minh gọi là đơn giản nhất. Mình thấy rằng là nó khá dễ hiểu. Tiếp theo thì mình sẽ trình bày cho các bạn về phương pháp chứng minh gọi là chứng minh thông qua mâu thuẫn hoặc là chứng minh gián tiếp. Thì nó có hai cái đầu. Thì cái từ contraposition này tiếng Việt dịch ra là mâu thuẫn là một cái gì đó kiểu như vậy. Nên mình ghi là chứng minh thông qua mâu thuẫn. Nhưng mà thường thì các thầy cô sẽ đọc nhanh sau chứng minh gián tiếp luôn. Nó khác với trực tiếp, nó gián tiếp. Cách chứng minh của cái phần này đó là gì? Bạn sẽ chứng minh cái mệnh đề phủ Q kéo theo phủ P là đúng. Đó, bạn sẽ chứng minh cái mệnh đề phủ Q kéo theo phủ P là đúng. Bình thường các bạn sẽ phải chứng minh P kéo theo Q là đúng, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn sẽ phải chứng minh là gì? Phủ Q kéo theo phủ P là đúng. Thì các bạn sẽ thấy được rằng là hai mệnh đề này nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tương đương nhau. Ví dụ như là bạn mà chứng minh được diện phủ Q kéo theo phủ P là đúng thì bạn sẽ diện hoàn toàn suy ra được P kéo theo Q là đúng luôn. Thì đây là một cách chứng minh khá là hay, tuy nhiên mình thấy nó ít áp dụng bởi vì rõ ràng là cái tính chất để mà chúng ta đang muốn chứng minh từ P kéo theo Q thì chúng ta bây giờ chúng ta quay ngược lại chứng minh phủ Q kéo theo phủ P là đúng thì rõ ràng là nó mình thấy nó ít được áp dụng. Các bạn có thể thấy đây là sẽ có một cái ví dụ dưới này. Thí dụ như là chứng minh 3N cộng 2 là số lẻ thì N cũng là số lẻ. Vậy thì từ cái phần chứng minh này thì mình sẽ giả sử rằng là N là một số chẵn, bởi vì rằng là mình làm đúng theo một cái quy tắc ở đây này. Đây là P nhá, 3N cộng 2 is odd là P này, N is odd là Q này. Thì bây giờ mình chứng minh phủ Q kéo theo phủ P là đúng. Vì rõ ràng là phủ Q nghĩa là N không phải lẻ, mà N không lẻ có nghĩa là N chẵn. Giờ chúng ta sẽ cần chứng minh mệnh đề là N chẵn thì 3N cộng 2 cũng chẵn. Đấy. Thì khi bạn giả sử N chẵn nghĩa là N dạng 2K, bạn sẽ nhân được, ở đây thì mình viết nó không được chi tiết cho lắm. Thế nhưng mà các bạn sẽ nhân ra được là 3 nhân với 2K cộng 2, các bạn sẽ đặt được 2 ra ngoài và rõ ràng là bên trong là 3K cộng 1. Thì cái lúc này chính là lúc mà bạn khẳng định được 3N cộng 2 là số chẵn rồi. Và khi mà 3N cộng 2 đã là số chẵn rồi thì rõ ràng là mệnh đề của bạn là phủ Q kéo theo phủ P là gì? Là đúng. Đấy, thì rõ ràng là P kéo theo Q hoàn toàn đúng. Vậy thì rõ ràng là nếu như 3N cộng 2 là lẻ thì nó cũng sẽ là lẻ. Cái chứng minh này nó hơi xa vời thực tế vì mình ít thấy các chứng minh này được sử dụng. Và đương nhiên, tuy nhiên thì nó cũng là một cách chứng minh và các bạn cũng nên biết nó. Tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu hai cái chứng minh đơn giản hơn. Đó là Trivial Vicious Proof. Thì mình gọi hai cái cách khi bạn dịch mấy nghĩa của mấy cái từ này ra thường nó chẳng liên quan gì lắm đến cái việc chứng minh của bạn cả.
hoặc là dịch theo ý nghĩa chuyên ngành thì mình chưa rõ lắm, nhưng mà đại loại thì mình sẽ nói đây là một phương pháp chứng minh, nếu như trivial thì là chứng minh theo Q, còn vague là chứng minh theo P. Đấy. Thì tại sao lại thế? Là bởi vì rằng là nó dựa theo một nguyên lý như mình đã nói với các bạn hôm trước rồi gì ạ. Một mệnh đề kéo theo nó sẽ chỉ sai khi mà gì? Đó là một true mà nó kéo theo một false thì nó sẽ gây sai. Một true mà gì? Kéo theo một false thì nó sẽ gây sai cho các bạn. Nên đợi mình một chút xíu. Ví dụ như là một mệnh đề true mà kéo theo một cái mệnh đề false thì chắc chắn là kết quả nó sẽ là false. Vậy thì từ đấy chúng ta sẽ suy ra là gì ạ? À, nếu mệnh đề P này mà nó là false thì chắc chắn là gì ạ? Q có là gì chăng nữa thì chắc chắn nó vẫn sẽ ra true. Và cũng ngược lại là gì ạ? Nếu như mà mệnh đề Q của chúng ta là true thì P có là gì nữa thì mệnh đề chúng ta vẫn sẽ ra true. Đấy là dựa theo cái tính chất này, tính chất rất đặc biệt của các phép kéo theo. Thế là nó chỉ sai khi mà gì ạ? À, mệnh đề P là true và mệnh đề Q là false thì một true kéo theo một false mới ra một false được. Thế cho nên là gì ạ? Chúng ta sẽ chỉ hoang mang khi mà gì ạ? Mệnh đề P chúng ta là true hay là mệnh đề Q chúng ta là false, chúng ta sẽ không chắc chắn được là gì ạ? À, vậy thì kết luận nó ra là gì thôi. Chứ còn bạn có thể thấy rằng là gì ạ? Nếu như mà P chúng ta là false rồi thì chúng ta không cần để ý nữa, chắc chắn mệnh đề cuối cùng sẽ ra true. Và ngược lại thì nếu như Q chúng ta nhận giá trị là true thì chắc chắn là mệnh đề cũng ra true, chúng ta không cần biết là P là gì cả. Thì hai cách chứng minh nó chính là cách như vậy. Với trivial nghĩa chứng minh theo Q, nghĩa là bạn phải chứng minh được rằng mệnh đề Q của bạn là đúng. Đấy, thế là bạn đã xong phần chứng minh của mình. Và ngược lại chứng minh theo P, như gì ạ? Bạn chỉ ra gì? P là sai. Cái này nó không phải giả sử nhé, nó không phải giống như chứng minh trực tiếp hay là gián tiếp gì cả. Chúng ta không giả sử gì cả, chúng ta chứng minh luôn. Ví dụ Q đúng, suy ra P kéo theo Q là đúng luôn. Chứng minh P sai, suy ra P kéo theo Q cũng là đúng luôn. Thì ok, thì hôm nay mình sẽ xin giới thiệu với các bạn hai cái phần này, hai phần lý thuyết này. Bữa sau mình với video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn một số các bài tập khá là hay, cũng có thể là mình sẽ phải chia sang hai video, một video về bài tập về phần nested và một video về phần chứng minh. Đấy, thì mình sẽ chỉ cho các bạn các dạng bài tập của cái phần này. Thế và nghĩa rằng đến đây thì mình cũng đã nghĩa là xong phần lý thuyết của cái bài này. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy bổ ích thì hãy like, share và subscribe kênh cho mình. Cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video clip lần sau.